Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Cam Lộ đã có nhiều cá nhân tập thể có những việc làm thật ý nghĩa đối với xã hội. Những việc làm của các cá nhân tập thể đã làm cho tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, người dân cùng đoàn kết để cùng nhau chung sức xây dựng quê hương ngày mỗi đẹp giàu. Vâng, và trong chuyên mục Đại đoàn kết kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về những cá nhân và những tập thể như thế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Cam Lộ đã có nhiều việc làm nhân đạo, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua hoạn nạn, khó khăn. Trong đó, mô hình tổ bà mẹ cao tuổi giúp hội viên phụ nữ nghèo, người tàn tật không nơi nương tựa ở Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Chính là một cách làm mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Mong rằng là mẹ trong những cái lúc khó khăn để mẹ là bớt đi một phần khó khăn. Thì cũng mong mẹ là sức khỏe là dồi dào và là cố gắng là giữ gìn sức khỏe để là làm gương cho con cháu trong cái hội phụ nữ thôn Mãi Lộc 2. Gần 2 năm nay, cứ đều đặn mỗi tháng một lần, các mẹ trong tổ phụ nữ cao tuổi ở thôn Mai Lộc, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ lại đưa gạo tiết kiệm qua nấu ăn hàng ngày đến hội trường thôn để tập hợp đưa đi hỗ trợ cho những hội viên nghèo gặp hoạn nạn hay người tàn tật ở trong thôn. Số gạo mỗi lần trao tặng không phải là nhiều, nhưng chứa đựng trong đó là cả tấm lòng, tình yêu thương của chị em phụ nữ đối với những hoàn cảnh không may. Hôm nay chị em phụ nữ thôn Mai Lộc 2 trong cái đa họ đã tổ chức đến thăm gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, thì tôi cũng là mừng những đứa con chị em họ là có là tâm lòng để mà giúp đỡ gia đình tôi trong lúc hoàn nạn đau ổn đó. Mô hình tổ phụ nữ cao tuổi ở Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Chính, huyện Cam Lộ được thành lập từ nhiều năm nay. Đây là một trong những mô hình mới, tập hợp các mẹ phụ nữ đã hết tuổi lao động, phụ nữ cao tuổi vào sinh hoạt trong cùng một tổ. Trong quá trình hoạt động, ngoài việc thực hiện tốt các phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ đề ra, thì các tổ phụ nữ cao tuổi đã có nhiều việc làm thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Theo đó, mỗi bữa nấu ăn hàng ngày, mỗi mẹ đều tiết kiệm lại một nắm gạo, tạo thành hũ gạo tình thương trong gia đình hoặc thu gom ve chai, lon bia để bán, tạo nguồn quỹ từ thiện giúp cho những hội viên có hoàn cảnh không may. Từ nguồn quỹ này, tùy theo đối tượng, hoàn cảnh để có sự hỗ trợ phù hợp, có thể là gạo hoặc tiền mặt. Nhờ nguồn quỹ này mà nhiều trường hợp ốm đau hoạn nạn được động viên kịp thời giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới ạ, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục tuyên truyền vận động để cho các chi hội, đặc biệt là các cái hoạt động của các cái tổ ba mẹ tiếp tục là thực hiện tốt, giúp đỡ đầu các mẹ. Và song song với việc đó thì cũng vận động các mẹ là luôn nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng để cho chị em nói theo và cũng tiếp tục làm cái công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với những mẹ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh mà giúp đỡ cho các mẹ già cả neo đơn thì hội vẫn tiếp tục làm cái công tác giúp đỡ đầu cho các chị phụ nữ nghèo và đơn thân nuôi con nhỏ trên địa bàn để góp phần vào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương. Từ một tổ bà mẹ cao tuổi ban đầu, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Chính đã nhân rộng ra 10 tổ ở 10 chi hội khác. Tổng số gạo quyên góp để hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn mỗi năm gần 200 kg. Mô hình tổ bà mẹ cao tuổi xã Cam Chính, huyện Cam Lộ không chỉ phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong các hoạt động nhân ái, mà mỗi thành viên trong tổ luôn là những nhân tố tích cực trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phát huy vai trò tuổi cao, chí càng cao trong quá trình xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, có một người mà trong suốt nhiều năm qua đã gắn bó với công việc kêu gọi vận động mọi người để cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Việc làm của anh đã được bà con ghi nhận và đánh giá cao. Người mà chúng tôi muốn giới thiệu qua phóng sự sau là anh Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm cán bộ Đài Truyền thanh xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Tham gia công tác Chữ thập đỏ hơn 30 năm và 10 năm làm cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở, bằng tinh thần trách nhiệm cao, tấm lòng nhân ái và bầu nhiệt huyết của mình, anh Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm cán bộ Đài Truyền thanh xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ đã đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho không biết bao nhiêu mảnh đời hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Gắn bó với công tác Chữ thập đỏ hơn 30 năm, chừng ấy thời gian, mỗi khi có thiên tai lũ lụt xảy ra, người dân xã Cam Hiếu đều thấy có mặt anh Nguyễn Văn Trung giúp dân trong công tác phòng chống lụt bão. Từ trang trọng nhà cửa đến di dời người già, trẻ em đến nơi an toàn, cũng như tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai đều được anh và các hội viên Chữ thập đỏ thực hiện tích cực. Nhờ đó đã hạn chế được thiệt hại về người và tài sản của người dân khi có thiên tai xảy ra. Là cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở, phụ cấp mỗi tháng không đáng bao nhiêu, nhưng để gây dựng được phong trào, anh Nguyễn Văn Trung luôn năng nổ đi đầu trong mọi hoạt động, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để mang lại niềm vui cho người khác. Mỗi khi ở địa phương có những gia đình có hoàn cảnh không may, hoạn nạn, bản thân anh đứng ra kêu gọi các tổ chức cá nhân trong cả nước quyên góp để ủng hộ. Số tiền anh vận động được cho đến nay để hỗ trợ cho các đối tượng đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Gia đình tôi có một đứa cháu, thì cũng nhờ là chú Trung giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn, đỡ đần đá cho tôi không cách chi mà miệng mà chạy được nội để mà lo cho cháu được. Mà như đấy là nhiều cái gia đình mà hoàn cảnh khó khăn, bấp phải hoàn cảnh khó khăn, là chú Trung cũng kêu gọi đi quyên góp cho rất nhiều người là đỡ đần nhiều lắm. Đặc biệt, trong phong trào hiến máu nhân đạo, ngoài bản thân tham gia hiến máu nhiều lần qua phát động của huyện, anh đã có sáng kiến thành lập câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống với 14 thành viên tham gia. Các thành viên này sẵn sàng đến các bệnh viện để hiến máu trong những trường hợp khẩn cấp cứu người. Kể từ khi thành lập cho đến nay, câu lạc bộ này đã góp phần không nhỏ trong việc cấp cứu các nạn nhân trên địa bàn. Ngoài làm công tác Chữ thập đỏ, 10 năm nay, anh Trung còn kiêm thêm công tác Đài Truyền thanh xã. Quá trình làm việc, anh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc để thông tin các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như các hoạt động điều hành sản xuất của địa phương đến với nhân dân. Công việc nhiều, nhưng lúc nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với vai trò chức năng là nhiệm vụ của một cán bộ đài, một chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, tôi phấn đấu hết sức, nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ, làm một cái gương mẫu cho mọi hội viên, mọi người để nói theo. Và trên cơ sở đó, trong thời gian qua chúng tôi cũng nhận được rất nhiều tình cảm của người dân và đặc biệt là thu hút nhiều hội viên tập hợp tham gia để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có thể nói, những việc làm của anh Nguyễn Văn Trung đã mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào từ thiện nhân đạo, xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ thực sự là nhịp cầu nhân ái, nơi các nhà hảo tâm gửi tấm lòng vàng để phần nào xoa dịu tổn thương, bất hạnh cho người nghèo khổ, người khuyết tật, cùng cộng đồng chăm lo đời sống cho những người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói những việc làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Chính và anh Nguyễn Văn Trung là những việc làm có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Chính họ là những tấm gương để mọi người có thể học tập. Và còn nhiều lắm những tấm gương đầy nhiệt huyết lấy việc học tập Bác làm kim chỉ nam soi đường trong học tập, lao động và cuộc sống đời thường. Tin rằng những việc làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Chính và anh Nguyễn Văn Trung hôm nay, khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích sẽ lan tỏa và góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày mỗi giàu mạnh.